Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. शब्द बहता वक्त वाक्य व्याकरण है सख्त मेरा तख्त है मेरा तख्त है ये आमरण वो आगमन या हो भ्रमण परिक्रमा हजार है चार है क्या चांद उसके पास जो मिसाल है सवाल है ना है जवाब ये ख्याल से नवाब है. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của Blackpink được hát chung với Selena, đó chính là ca khúc Ice Cream. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng học nghe thôi. Bài này có vẻ là hơi khó một chút cho nên là Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ chịu khó kiên nhẫn một chút xíu và học theo Bin nha. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ đặt tay qua như thế này. Xuống, lên và kéo vô. Rồi, 1, 2, 3 kéo vô. Rồi, phần hông mình sẽ đi qua. 1, 2, 3 kéo vô rồi mình sẽ rút chân vô luôn. 1, 2, 3, 4 5, 6 là mình dậm chân bên phải, bên trái 5, 6, 7, 8 Rồi sau đó mình hất hông lên 1, 2, đặt qua 3, 4, 5, 6 Ok 5, 6, 7, 8 Mình sẽ kéo qua nhà người ta để vậy 7, 8 Ok, đi lại nha 2, điểm 1, 2, 3 khép 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Sau đó mình đặt chân lên như này. Mình sẽ ngã về chân bên trái của mình. Hai cái tay mình là đặt 1 đặt 2. 1 2 3 4 Nghe chữ kiss là mình sẽ đưa ra 5 6 7 8 1, 2 Mình sẽ đặt tay là 1 và 2 3 và xoay Xoay Ok Mình sẽ đặt tay xuống 1, 2, 3, 4 5, 6 Đẩy lên trên Rồi sau đó mình ngã qua như thế này Ok, lại 2, đi 1, 2, 3, 4 Phần chân mình sẽ chạy như thế này mọi người 5, 6, 7, 7, 8 Rồi mình đặt qua 1, 2, 3 Ngã phần tay bên phải qua bên đây và hất phần tay bên trái lên như thế này Và mình nhảy qua Đặt qua 1, 2 Phần tay mình sẽ đè lực lên bên tay bên phải và phần hông của mình sẽ cứ lùi lên lùi xuống như thế này rồi hai đi nhìn một hai ba bốn năm sáu bảy tám sau đó mình sẽ quay qua đây một hai ba bốn đứng dậy và đi rồi sau đó mình đặt tay qua một hai ba bốn phần tay mình nào một 2, hấp 3, hấp 4 Còn phần chân mình sẽ bước qua 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, đi 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Ok, mình sẽ làm lại một lần giống như vậy là mình có 2 lần động tác giống như vậy 2, đi 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép nhạc với tốc độ chậm nha Ok 5, 6, 7, đi 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc I Stream rồi. Thì Bin không biết là cảm nghĩ của mọi người sẽ cảm thấy bài này như thế nào. Đối với riêng Bin thì Bin sẽ cảm thấy hơi khó một chút xíu. Đối với những bạn nào mà mới học thì những cái đoạn lăng ở dưới sẽ hơi khó cho mọi người một chút xíu. Nhưng mà Bin cũng rất là mong thông qua video này thì tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được bài này nha. Nếu tất cả các bạn muốn Bin thực hiện một bài hát nào nữa thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye. Nhớ like và share cho Bin nha.